quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét quyết định bổ sung công trình dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2023-2024 của huyện. Thời gian qua, huyện đảo Bạch Long Vĩ đã nỗ lực khơi thông các nguồn lực đầu tư công nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc. Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp bàn thống nhất đồng ý chủ trương đầu tư dự án, sửa chữa, nâng cấp khu nhà ở công vụ và phòng họp huyện Bạch Long Vĩ, giao Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện căn cứ vào các quy định của pháp luật triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Thời gian tới, huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng cảng và khu neo đậu tàu Tây Bắc giai đoạn 1, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng trụ sở, khu sinh hoạt và lưu trú cho thanh niên xung phong tại huyện Bạch Long Vĩ, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đặc thù huyện Bạch Long Vĩ, hoàn thiện việc lập quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2030, trình Hội đồng thẩm định quy hoạch thành phố phê duyệt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Dự án khu nhà ở xã hội số 384 Lê Thánh Tông Moon Bay Residence được quy hoạch với diện tích 1,9 ha, gồm 38 công trình nhà ở liền kề 5 tầng cùng 3 tòa chung cư 29 tầng với tổng số 1.294 căn hộ, nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, khu vực liên kết giữa địa bàn các quận Ngô Quyền, Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên. Hiện dự án đã xây dựng đến tầng 4 khu shop house, tầng 19 tòa CT1 The Moon và tầng 4 tòa CT3 The Cloud. Dự kiến sẽ bàn giao căn hộ đầu tiên cho cư dân vào nửa cuối năm 2024, theo đúng kế hoạch cam kết với thành phố. Tính đến thời điểm này, chủ đầu tư đã tổ chức các đợt tiếp nhận hồ sơ đối với tòa CT1 và CT3. Đối với tòa CT1 và CT3, đã có 280 khách hàng nộp hồ sơ. Trước đó, đầu tháng 8 vừa qua, chủ đầu tư đã công bố thời điểm tiếp nhận hồ sơ tòa CT1 The Moon. Sau khi được Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, xét duyệt hồ sơ, đến nay đã có 185 khách được ký hợp đồng mua bán tòa CT1 The Moon. Với nhiều giải pháp để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình của chủ đầu tư, dự án không chỉ góp phần làm tăng quỹ nhà ở xã hội cho thành phố, mà còn đem lại điều kiện sống tiện nghi, hiện đại cho người dân thu nhập thấp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu xây dựng, sửa đổi Nghị định số 20 với đề xuất hai phương án tăng mức trợ cấp xã hội cho các đối tượng cụ thể. Phương án 1 nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng từ 360.000 đồng một người một tháng lên 500.000 đồng. Mức này tương đương 33% chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025. Với phương án này thì số kinh phí thực hiện mỗi năm sẽ khoảng 37.000 tỷ đồng, tăng hơn so với mức quy định hiện tại là gần 10.000 tỷ đồng. Phương án 2, nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng từ 360.000 đồng một người một tháng lên 750.000 đồng, tương đương 50% chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025. Với mức chuẩn trợ giúp xã hội là 750.000 đồng thì tổng kinh phí thực hiện mỗi năm khoảng 54.000 tỷ đồng, ngân sách nhà nước bố trí tăng thêm khoảng 26.000 tỷ đồng một năm. Nếu đề xuất được chính phủ thông qua, thì phương án tăng mức trợ cấp xã hội hàng tháng dự kiến sẽ được triển khai từ tháng 7 năm 2024. Tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân là điểm nổi bật trong đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Học và làm theo Bác, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến đã xuất hiện trong đời sống xã hội, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Mô hình vận động nhân dân tham gia xây dựng tổ dân phố văn minh, xanh, sạch, đẹp tại chi bộ tổ dân phố số 9, phường Thành Tô, quận Hải An. Người dân rất hào hứng tham gia giao lưu các câu lạc bộ trên địa bàn, bóng bàn, cầu lông, dân vũ, câu lạc bộ nào cũng thu hút đông hội viên tham gia. Được sự quan tâm của cấp ủy chi bộ, của sự đồng thuận của toàn bộ nhân dân và xây dựng một cái ngõ phố xanh, sạch, đẹp, tạo được cái sân chơi cho mọi lứa tuổi và tất cả các đường bê tông đều được xanh sạch đẹp và đóng góp của các hộ ở trong tổ dân phố, ngõ nhỏ, phố nhỏ thì chúng tôi rất là phấn khởi và vui mừng trước cái sự thay da đổi thịt của đường ngõ của tổ dân phố. Với những người dân của khu vực của tổ dân phố xung quanh, khu công trình nhà văn hóa của tổ dân phố số 9 càng ý nghĩa khi được xây dựng hoàn toàn bằng sức dân với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Cấp ủy chi bộ thì
Sau khi mà đã có cái nội dung bàn bạc triển khai trong cấp ủy chi bộ thì cũng đã họp và tuyên truyền đến từng người dân một về cái nội dung xây dựng mà có cái ý nghĩa thiết thực với người dân. Từ đó thì người dân với tham gia và ủng hộ. Không chỉ mang lại đời sống tinh thần vui, khỏe, có ích cho nhân dân, thực hiện phong trào xây dựng đô thị văn minh, cấp ủy chi bộ tổ dân phố số 9 đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy phường, đóng góp tiền, ngày công để làm các tuyến ngõ. Những con ngõ gồ ghề, nhiều ổ gà giờ đã được trải bê tông bằng phẳng, trồng cây xanh dọc tuyến và lắp hệ thống đèn chiếu sáng đồng bộ. Nhờ cấp ủy chi bộ và người đứng đầu tổ dân phố lắng nghe ý kiến, nên niềm vui của người dân nơi đây đã nhân lên gấp bội. Thời gian qua, công tác chăm sóc giúp đỡ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố, luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Với những hành động sẻ chia thiết thực của cả cộng đồng, hàng nghìn trẻ em đã được tiếp thêm động lực vượt khó, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Hải Phòng phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố trao 25 xe đạp với tổng trị giá 50 triệu đồng tặng học sinh mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn của huyện An Lão. Đây là những món quà đầy ý nghĩa giúp các em học sinh có phương tiện đi lại, học tập. Cháu sẽ hứa cố gắng học tập chăm chỉ để giữ gìn cái phương tiện xe đạp này để đi lâu dài hơn. Các nhà hảo tâm đã tương trợ giúp đỡ cái hoàn cảnh khó khăn cho gia đình tôi rất cảm ơn. Thời gian qua, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Hải Phòng đã trợ giúp cho gần 17.000 lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố. Trong đó, thành hội và các cấp hội cơ sở đã dành trên 800 triệu đồng trao tặng xe đạp, học bổng cho các em học sinh mồ côi nghèo trên địa bàn thành phố, cùng nhiều suất trợ dưỡng để trợ giúp những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong cuộc sống và học tập. Đến nay thì Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng chúng tôi đã huy động kể cả bằng vật chất và bằng tiền trên 9 tỷ đồng để giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi. Mọi hoạt động của hội là chúng tôi đảm bảo công khai, minh bạch. Chúng tôi rất mong muốn rằng là từ nay đến cuối năm thì mong muốn tất cả các nhà tài trợ, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi để làm tốt công tác an sinh xã hội. Thời gian tới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố cùng các cấp hội cơ sở tiếp tục vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ kinh phí giúp trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội tốt nhất. Dựa trên kết quả so sánh dữ liệu tìm kiếm cùng kỳ năm 2022 và 2023, danh sách tổng hợp những điểm đến mới nổi thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ du khách cả trong và ngoài nước. Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến nổi bật mới của Việt Nam, trong đó đảo Cát Bà, Hải Phòng góp mặt trong danh sách này với lượng tìm kiếm tăng 127% so với năm ngoái. Được người dùng Agoda dành nhiều tình cảm bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, những bãi tắm đẹp cùng hệ thống rừng nguyên sinh với thảm thực vật đa dạng và khí hậu ôn hòa, dễ chịu quanh năm, Cát Bà là nơi luôn khiến du khách mê mẩn khi đặt chân đến nơi này. Bên cạnh đó, Tam Đảo, Quy Nhơn, Phú Quý là những địa điểm cũng có lượt tìm kiếm tăng nổi bật. Chiều qua trên sân vận động Lạch Tray, câu lạc bộ Hải Phòng tiếp đón đội đầu bảng Sabah FC Malaysia ở lượt trận thứ 3 bảng H AFC Cup 2023-2024. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là 3 điểm trọn vẹn để nuôi hy vọng đi tiếp. Ngay từ phút thứ 14 của hiệp 1, câu lạc bộ Hải Phòng đã có bàn mở tỷ số với pha treo bóng từ quả phạt biên trái của Hữu Sơn. Chỉ 4 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho đội chủ sân Lạch Tray với cú dứt điểm ngoài vòng cấm bằng chân trái của Đàm Tiến Dũng. Sabah FC ngay lập tức dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng câu lạc bộ Hải Phòng đã phòng ngự kín kẽ để giữ vững lợi thế. Sang hiệp 2, thế trận giằng co được hai đội tạo ra. Phút 71, đội khách bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số với cú đánh đầu cận thành của Ramon. Nhưng cũng chỉ một phút sau, câu lạc bộ Hải Phòng đã tái lập cách biệt hai bàn với bàn thắng của Đàm Tiến Dũng. Phút 80, tận dụng pha mất bóng của cầu thủ Hải Phòng, Gary tung cú sút xa khoảng 30m vào thẳng khung thành của thủ môn Đình Triệu. Sau đó Sabah FC liên tiếp tạo ra những pha bóng sóng gió ở khoảng thời gian cuối trận. Nhưng Hải Phòng đã phòng ngự kiên cường, qua đó giữ vững tỷ số 3-2 và có 6 điểm để giành vé đi tiếp ở bảng H AFC Cup 2023-2024. Như thường lệ, phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết một số tỉnh thành trên cả nước.
tin thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.